Lê Minh xin chào cả nhà đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Lời đầu tiên Minh chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã ủng hộ mình trong phút giây qua một lời tri ân nhất. Thì bây giờ mình lại mời cả nhà hãy cùng đồng hành với mình để trải nghiệm một buổi ở bãi biển để ngắm cảnh khách tha phương tới tắm biển cũng như xả stress trong những ngày làm việc vất vả như cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng đi nào. Let's go. Trước mặt mình là một khung cảnh của khu vực bãi Thủy Vân của thành phố Vũng Tàu cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng đi với mình để trải nghiệm nhé. Thì nếu trong video có gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ cho mình và cáo lỗi cho mình nhé. Mọi người hãy xem và ủng hộ mình để cho kênh một ngày một phát triển nha cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng đi nào.
chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình. Trong suốt thời gian qua, một lời tri ân nhất thì video cũng hơi dài nên mình cũng xin dừng tại đây. Một lời tri ân nhất tới với cả nhà yêu, thì chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình người thân. Thì nếu bạn nào đăng ký kênh của mình rồi thì hãy nhấn vào quả chuông sớm có một video mới xem nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.